Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay. Hôm nay là chiều thứ hai, ngày 15 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng nhẹ trở lại, đứng quanh vùng giá 2.055 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, đứng ở mức 102,35 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, đứng ở mức 42.600 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng quanh mức giá 3,944% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng ở mức 72,75 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Với mức giá hiện tại là 2.055 đô la Mỹ trên một ounce, giá vàng thế giới tương đương khoảng 61 triệu đồng trên lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ bán ra tại ngân hàng Vietcombank. Vậy là so với phiên cuối tuần trước, giá vàng trên thị trường thế giới quy đổi hiện tại tăng 200.000 đồng trên một lượng. Giá vàng trên thị trường thế giới đang được nâng đỡ bởi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất. Tuần vừa rồi, Liên quân Anh-Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu phiến quân Houthi ở Yemen, đáp trả việc lực lượng này liên tục tấn công các tàu bè đi lại trên Biển Đỏ những tháng gần đây. Trong khi đó, thì cuộc chiến tranh ở giải Gaza giữa Israel và Palestine vẫn chưa có hồi kết dù đã 100 ngày trôi qua. Những điểm nóng xung đột này là một lý do quan trọng để giới đầu tư nắm giữ vàng nhằm phòng ngừa rủi ro. Trong phiên ngày thứ 6 vừa rồi, giá vàng thế giới đã tăng hơn 1% sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là PPI tháng 12 yếu hơn con số dự báo của Mỹ, khiến giới đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 3 sau khi báo cáo được công bố khả năng Fed hạ lãi suất ít nhất là 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 3 tới đây đã tăng lên ngưỡng 80%, từ mức dưới 70% trước đó theo dữ liệu từ CME Fedwatch Tool. Xu thế tăng của giá vàng duy trì trong phiên sáng nay, nhưng giới phân tích cho rằng thị trường sẽ thận trọng trước khi đón báo cáo doanh thu bán lẻ của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này. Số liệu này cũng sẽ là một chỉ báo quan trọng khác về sức khỏe của kinh tế Mỹ và có thể chi phối kỳ vọng về lãi suất của Fed. Trao đổi với trang Kitco News, ông Oleason, chiến lược gia hàng hóa tại ngân hàng Saxobank cho rằng mặc dù còn quá sớm để khẳng định giá vàng bước vào một đợt phục hồi mang tính đột phá, nhưng đà tăng giá vàng hiện nay là khó đảo ngược. Việc giá vàng duy trì tốt ở các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong tuần vừa qua chắc chắn đã giúp củng cố niềm tin vào khả năng tăng giá của vàng. Trên phương diện kỹ thuật, nếu vượt qua mức 2.064 đô la Mỹ trên một ounce, giá vàng trên thị trường thế giới có thể bứt phá lên 2.088 đô la Mỹ trên ounce, theo ông Hassan nhận định. Tuy nhiên, thì không phải chuyên gia nào cũng lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng. Một báo cáo của ngân hàng Commerzbank dự báo Fed sẽ chỉ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong tháng 5. Thời gian chờ đợi lâu hơn đến khi mà Fed giảm lãi suất có thể dẫn đến sự thất vọng của nhà đầu tư vàng và trong ngắn hạn thì điều đó có thể khiến vàng tụt giá, theo nhà phân tích Barbara Ramrick của Commerzbank nhận định. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Đến thời điểm phiên đầu giờ chiều nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước quay đầu giảm khá mạnh. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì trong xuống tăng mạnh. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,52 triệu đồng trên lượng, tiếp tục giảm 500.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại vẫn đang ở mức 2.500.000 đồng trên lượng. Với giá vàng miếng SJC của công ty này niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 74 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,50 triệu đồng trên lượng, cũng giảm 500.000 đồng trên lượng bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, mua vào mức 74,30 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,50 triệu đồng trên lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng mua vào, giảm đến 1 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với mặt hàng vàng nhận bộ số 9 của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, đến thời điểm đầu giờ chiều nay quay đầu tăng mạnh, tăng 400.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 450.000 đồng trên một lượng bán ra. Hiện tại, niêm yết ở mức 62,80 triệu đồng trên lượng mua vào, 63,95 triệu đồng trên lượng bán ra. Mức giá này niêm yết cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhận bộ số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ, mua vào mức 62,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,05 triệu đồng trên lượng, tăng 400.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 450.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ,
Tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng thương mại đến thời điểm đầu giờ chiều nay tăng nhẹ, tăng 20 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mua vào mức 24.280 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.650 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tăng rất mạnh, tăng đến 120 đồng trên một đô la Mỹ ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Mua vào mức 24.870 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.970 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7 triệu 400 nghìn, bán ra 7 triệu 650 nghìn, giảm 500 nghìn đồng trên lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi, hay là giảm 50 nghìn đồng trên một chỉ ở chiều bán, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang ở mức 2 triệu 500 nghìn đồng trên một lượng, và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7 triệu 400 nghìn, bán ra 7 triệu 652 nghìn, giảm 50 nghìn ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7 triệu 430 nghìn, bán ra 7 triệu 650 nghìn, giảm 20 nghìn ở chiều mua, giảm 100 nghìn ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7 triệu 395 nghìn, bán ra 7 triệu 645 nghìn, giảm 50 nghìn ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Phú Quý SJC mua vào 7 triệu 405 nghìn, bán ra 7 triệu 650 nghìn, tăng 10 nghìn ở chiều mua, giảm 35 nghìn ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 410 nghìn, bán ra 7 triệu 645 nghìn, tăng 10 nghìn ở chiều mua, giảm 40 nghìn ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 7 triệu 500 nghìn, bán ra 7 triệu 630 nghìn, tăng 40 nghìn ở chiều mua vào, tăng 30 nghìn ở chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7 triệu 400 nghìn, bán ra 7 triệu 650 nghìn, tăng 100 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 7 triệu 395 nghìn, bán ra 7 triệu 645 nghìn, giảm 50 nghìn ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7 triệu 400 nghìn, bán ra 7 triệu 652 nghìn, tăng 50 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán ra. Đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại giảm 500 nghìn đồng trên lượng bán ra, chiều mua vào không có thay đổi, hay là giảm 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi nào. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại vẫn đang đứng ở mức rất cao, ở trong khoảng 2.500.000 cho đến 2.560.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.400.000, bán ra 7.652.000. STC Huế mua vào 7.397.000, bán ra 7.652.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.400.000, bán ra 7.650.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.400.000, bán ra 7.652.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.398.000, bán ra 7.652.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại tăng mạnh trong khoảng từ 188 đến 450.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 18.800 đến 45.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.280.000, bán ra 6.395.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.280.000, bán ra 6.405.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.270.000, bán ra 6.365.000, cùng tăng 40.000 ở chiều mua, tăng 45.000 ở chiều bán. Vàng 24K mua vào 6.172.000, bán ra 6.302.000, tăng 44.600 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.589,2 nghìn, bán ra 4.789,2 nghìn, tăng 33.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.526,2 nghìn, bán ra 3.726,2 nghìn, tăng 26.300 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 2.469,5 nghìn, bán ra 2.669,5 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.